có thể là chúng ta không thích đai mình của ngân hàng Chase tại vì ông ta là một người mà thường hay nói xấu về BTC và crypto nhưng mà về những gì mà ông ta nói liên quan đến là cái sự sụp đổ của ngân hàng sẽ có hậu quả lâu dài đó thì tôi nghĩ là cũng không phải là vô lý đâu tại vì chúng ta có thể thấy là những ngân hàng bây giờ họ đang rất cần, cần tiền gửi vào chứ phải là họ sẽ bị sập hay không thì đương nhiên không nói gì rồi các bạn và thật ra tới thời điểm này đây thường không nghĩ là Fed bộ tài chính và FTC sẽ cho bất cứ ngân hàng nào lớn nhỏ Hoa Kỳ sẽ sập đầu có nghĩa là hầu như khả năng đó là không có ngân hàng sẽ được à, bảo kê bởi à, Fed các bạn nếu như ngân hàng này còn vấn đề thì nghĩ là Fed sẽ nhanh chóng cho vay hay là sẽ nhanh chóng đến cứu giống như chúng ta đã nói tới First Republic sẽ không để bất cứ cái sự kiện xấu nào xảy ra nữa tại vì nếu như để một ngân hàng sụp đổ đó thì sẽ dẫn đến là những hàng khác sẽ bị Lụy và cái lòng tin của mọi người lại càng lung lay hơn cho nên khả năng mà các bạn nghĩ là ngân hàng hoa kỳ sẽ uh, vỡ nợ hay là sẽ bị phá sản thì hầu như khả năng đó cực kỳ thấp tới thời điểm này hương chia sẻ thì sẽ được bảo kê bởi bộ tài chính và fed nhưng mà điều mà tôi muốn nói đây đó là sớm muộn gì fed cũng sẽ phải thả lỏng tiền tài cũng sẽ phải giảm nó sức mà thôi cho dù là bây giờ fed có cứng rắn cách máy đi nữa nếu như mà những gì chúng ta biết trở nên sự thật thì những ngân hàng này sẽ bắt đầu tiếp tục gặp rắc rối, à, chúng ta hay được là họ sẽ gặp rắc rối tại vì họ không có nhiều tiền gửi cho ngân hàng của họ, cái việc cho vay của họ cũng đã bị chậm lại tại vì Fed muốn siết chặt cái quy định cho vay, rồi lãi suất cứ tiếp tục giữ mức cao hoặc là còn cao hơn nữa thì những ngân hàng này làm sao sống các bạn, cho nên sớm muộn gì đó cái sự ảnh hưởng lớn của ngân hàng sẽ dẫn đến là Fed cũng phải lùi bước mà thôi. Lúc đó phần trăm lạm phát có giảm hay không đó thì hơn xui thôi các bạn. Có thể là lúc đó là cái lúc mà phần trăm lạm phát cũng đã giảm và thật ra cũng như là nhiều người nói có phải là chúng ta nên thấy Fed ngưng tăng lãi suất rồi sau đó đợi một thời gian xem coi lại xuất hiện bây giờ có đủ để để làm phát hay là chưa chứ nếu như tăng gì hoài mà phần trăm làm phát cũng đang trên con đường giảm thì có khả năng là tới khi mà phần trăm làm phát giảm xuống như là Fed muốn giống như là từ đây đến cuối năm giảm xuống cái mức là khoảng chừng 3 4% đó thì có khả năng là chúng ta đã đi vào một cái cuộc suy thoái lớn rồi tại vì Fed đã quá mạnh tay. Và đương nhiên cái ngày mà Fed quay đầu sẽ là cái ngày mà nhiều bạn sẽ rất là vui tại vì chứng khoán sẽ tăng, tất cả đều tăng hết, ngắn hạn thì có thể là chúng ta sẽ có một cái đợt xuống giá tại vì các bạn đã nhớ lịch sử cho thấy là mỗi lần mà fed giảm lãi suất đó chính là cái thời điểm mà chúng ta sẽ có khủng hoảng tài chính tại vì thường Fed đã quá mạnh tay rồi rồi mới à, giảm lãi suất cho nên khi mà giảm đã quá muộn nhưng mà ngay sau đó chúng ta sẽ thấy một cái sự tăng trưởng của những cái tài sản và thường nói nhiều về Hoa Kỳ tại vì đây là cái nền kinh tế lớn nhưng mà thật ra đây là sự kiện xảy ra khắp nơi các bạn nhất là ở châu Âu các bạn thấy được là cái sự lo lắng liên quan tới Deutsche Bank thì vẫn chưa chấm dứt và chúng ta cũng thấy được nhiều dẫn chứng gần đây là có nhiều người chuyển qua để mà lưu trữ vàng tại vì một lần nữa đó cái câu chuyện liên quan tới là chúng ta nên tự lưu trữ tài sản của mình lại trở thành một câu chuyện nóng bỏng chúng ta cũng thấy là những cái câu chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần trước đây rồi nhưng mà cũng như thường chia sẻ đầu video những nhà đầu tư họ thường có cái trí nhớ rất là ngắn hạn các bạn mọi người sẽ nhanh chóng quên đi à, những cái sự kiện đã từng xảy ra trước đây à, cho nên khi mà ngân hàng gặp vấn đề thì mọi người lại đi tìm cách để mà tự lưu trữ tài sản của mình và đương nhiên một số người sẽ nhắm vào lưu trữ vàng chúng ta cũng thấy vàng không có sự tăng trưởng gần đây và một số bạn có thể là không có thích lưu trữ vàng như là thuận thì có thể là lưu trữ BTC có một số bạn thì mua bất động sản hay là mua những cái tài sản khác thì tất cả đều cũng vì một lý do thôi các bạn tại vì có cái sự lo sợ liên quan đến hệ thống tiền tệ hiện bây giờ và nói tới vàng đó thì chúng ta có 3 nhà lập pháp Chúng ta có Alex Mooney Thật ra thường gần như muốn đọc là Alex Money các bạn <laughs> Nhưng mà là Alex Mooney Andy Bix và Paul Goza Thì đây là ba người à, Họ đưa ra một dự luật Đây là cái điểm khởi đầu thôi các bạn Chúng ta cần phải cái dự luật này được thông qua Quốc hội nghĩa là Thượng viện, Hạ viện Rồi tới Tổng thống thì mới trở thành luật được, được Nhưng mà đây là ba cái nhà lập pháp Họ muốn trở lại thời xưa các bạn Có nghĩa là họ muốn trở lại Là đồng đô la sẽ được hỗ trợ Bởi chính bàn nhưng mà đây là điều mà hầu như không thể các bạn Thế giới đã qua cái thời điểm đó rồi Lý do tại sao mà thế giới chúng ta không còn thấy những cái tiền pháp định được hỗ trợ trực tiếp bởi vàng nữa Tại vì chúng ta đã được là vàng đó thì tuy là năm nào cũng có chúng ta đào ra hoài Nhưng mà thật ra cái số lượng vàng mà có trên thế giới bây giờ đó với cái tốc độ in tiền pháp định thì không thể nào hỗ trợ được Đó cũng là lý do tại sao mà Hoa Kỳ đã hủy bỏ cái việc là hỗ trợ đồng đô la bằng vàng Và nhiều quốc gia khác cũng đã làm điều tương tự Tại vì nếu như mà phải dựa vào vàng đó thì mỗi lần mà cần in tiền thì làm sao in được các bạn đâu có phải là vàng đúng là cũng có đâu tiền in ra được nhưng mà vàng lại không in ra được cần phải đào và cần phải tốn rất nhiều công sức và thời gian chứ không phải là muốn có là có và vàng đào ra rồi đó thì có thể là những quốc gia lại phải đi thu mua ở cái mức giá ở trên thị trường đấu giá với những quốc gia khác nữa cho nên đây là một điều mà hầu như không thể đối với thuận đương nhiên những quốc gia họ cũng sẽ tranh đua nhau để mà lưu trữ vàng như họ đã từng làm trong dòng bao nhiêu thập niên qua à, và chúng ta cũng có thể thấy được là những quốc gia sẽ bắt đầu lưu trữ những tài sản khác và đương nhiên thường có lòng tin là sớm mua gì, những quốc gia cũng sẽ lưu trữ Bitcoin các bạn Bitcoin thì đơn giản hơn, dễ lưu trữ, dễ di chuyển, à, dễ chia nhỏ ra, có nhiều cái ưu điểm vàng thì cũng có nhiều ưu điểm các bạn nhưng mà vàng thì rất là nặng, rất khó để mà di chuyển tốn kém rất nhiều và chúng ta cũng đã thấy rồi, các bạn là một quốc gia, các bạn mua vàng rồi các bạn để một nơi nào đó để được bảo vệ nhưng mà tới lúc cần thì lại không lấy được các bạn đã thấy à, những cái sự kiện như là chúng ta đã thấy sự kiện liên quan tới nước nga khi mà cần lấy vàng à, thì nước anh lại không cho lấy các bạn à, vì lý do chính trị cho nên sớm muộn gì thường nghĩ là những quốc gia họ cũng sẽ suy nghĩ đến để mà lưu trữ crypto đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi nói được crypto đó thì à, chúng ta đã thấy được là tuy crypto có một cái sự tăng trưởng từ năm tới bây giờ à, nhưng mà jim campbell đó thì nó là cổ phiếu Coinbase base à, đây là thứ mà tôi không muốn động đến. Thì các bạn thấy được là may quá, Coinbase được cứu rồi các bạn. <laughs> nhưng mà thật ra là nói cho công bằng, Bank of America đã lên tiếng nói là cổ phiếu Coinbase là một cổ phiếu mà có khả năng là không có tốt đâu tại vì Coinbase là một trong những cái sàn lớn tại Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái sự viện ngân hàng vừa qua đó thì cái số lượng giao dịch trên sàn Coinbase lại không có tăng như những sàn khác. Hầu như Coinbase là một sàn mà đã một thời là mưa làm gió nhưng mà bây giờ đã không còn được nhiều người quan tâm đến như xưa nữa. Coinbase vẫn là một sàn lớn các bạn nhưng mà thật ra tôi nghĩ là cũng không hạn lỗi của Coinbase đâu. Chúng ta thấy được là ở Hoa Kỳ đó thì luật quá cắt gao cho nên à, chúng ta làm sao có thể à, thấy được Coinbase đưa ra những cái sản phẩm mà người ta muốn các bạn đã thấy là Coinbase không thể có future, không thể có bất cứ một cái ICO, một cái IDO nào trên sàn hết Không thể có nhiều thứ thì làm sao có thể hút được nhiều những cái giới trẻ hiện bây giờ Tại vì Coinbase là sàn lớn, họ gặp rất nhiều là rắc rối liên quan tới pháp lý Và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy là Coinbase bây giờ họ cũng muốn mở chi nhánh ở những quốc gia khác Tại vì họ biết là họ đang đi sau những sàn như là Binance, và lý do chính thức cũng là tại vì Hoa Kỳ không có luật rõ ràng các bạn và Coinbase có răng lại bị kiện bởi SEC cho nên à, những nhà đầu tư thì cũng lo lắng về vấn đề đó. Và cuối cùng đó, thì như thường chia sẻ với các bạn, nơi này không chấp nhận nơi kia lại chấp nhận. Chúng ta thấy được là Singapore à, thì đã lên tiếng nói là họ đang làm việc với những ngân hàng để hỗ trợ những ngân hàng làm sao để mà hỗ trợ những cái dịch vụ crypto. Cái liên quan đến Singapore đó thì mới đọc cái à, tài liệu này thì chúng ta cảm thấy là bullish nhưng mà thật ra Singapore đó đã có một cái sự thay đổi trong mấy năm qua rồi thật ra như mà nào mà ở Singapore đó thì có thể đã biết là các bạn có thể mua bán crypto thì được nhưng mà nếu các bạn muốn sử dụng những cái sản phẩm khác như là sản phẩm EARN hay là cái sản phẩm future hay bất cứ sản phẩm nào đây thì nó khó khăn hơn hầu như Singapore đã quyết định đây là một nơi mà sẽ rất là hỗ trợ những cái công ty crypto nhưng mà ngược lại đây không phải là một nơi mà hỗ trợ những cái công ty crypto cung cấp dịch vụ cho người Singapore. có nghĩa là đây là một nơi mà những công ty có thể tới có trụ sở, họ sẽ có cái sự hỗ trợ đến từ ngân hàng vân vân. À, nhưng mà nơi mà những cái công ty đó hoạt động sẽ không phải trong lãnh thổ của Singapore hầu như là như vậy các bạn. và điều này cũng có nghĩa là chúng ta thấy đó có một cái chỗ chống chỗ chống đó hiện bây giờ đó là quốc gia nào chào đón những cái sàn này những cái công ty này cung có dịch vụ cho người dân của quốc gia đó và đó có phải là hồng kông hay là không chúng ta vẫn chưa biết hồng kông thì gần đây cũng đã mở tay chào đón những cái sàn giao dịch tới đó rồi chúng ta sẽ biết trong thời gian vài năm tới thì nghĩ là mọi thứ đang thay đổi rất là nhiều và hầu như thế giới đã không còn chờ đợi hoa kỳ ra luật crypto nữa mà mỗi nơi đều sẽ có luật rõ ràng hơn à, họ đưa ra những cái quy định rõ ràng những ngân hàng này những cái công ty này họ làm việc chung như thế nào những công ty crypto họ sẽ cần có những cái bằng nào vân vân đăng ký với ai ai sẽ là người phụ trách bảo vệ thị trường crypto này đó là một trong những câu hỏi đơn giản nhưng mà hoa kỳ vẫn chưa có câu trả lời cho nên thế cuối cùng à, thì mọi thứ cũng sẽ đâu Điều đó thôi các bạn cũng như là đã một thời chúng ta đã biết là ở Trung Quốc đó đó là cái quốc gia mà có nhiều người giao dịch crypto nhất và khi mà Trung Quốc ra lệnh cấm crypto giá giảm ngay lập tức luôn các bạn thường nhớ là lúc đó là giá từ 5.000 đô giảm xuống còn có 3.000 đô mà thôi tại vì người ta nghĩ là bây giờ là không còn Trung Quốc nữa thì giao dịch tính từ đâu thị trường này sẽ đi về đâu và sẽ không có sự tăng trưởng nữa nhưng mà không phải các bạn sau đó vài tháng thì chúng ta đã thấy ở những nơi khác Nhật Bản, Hàn Quốc lại có nhiều người giao dịch các bạn thường là nơi này không cho phép thì nơi kia lại sẽ cho phép mọi thứ cứ tiếp tục mà thôi miễn là thị trường này tồn tại ngày nào thì thị trường này càng vững chắc ngày đó và đó cũng là một trong những lý do tại sao mà các bạn thấy được là Tether gần đây lại có một cái sự tăng trưởng các bạn, cái market cap đó, tổng số vốn hóa của Tether đã lên tới mức 80 tỷ đô la rồi. Và đây là cái mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Ngược lại đó thì đồng USDC, đây là cái đồng của công ty Circle Hoa Kỳ thì vốn hóa lại có cái sự giảm xuống các bạn. Chi tiết hơn đó là họ đã giảm vốn hóa 12 tỷ đô la rồi. Một phần là tại vì cái sự kiện liên quan tới ngân hàng SVB khiến cho người ta mất lòng tin với đồng USDC, một phần khác nữa liên quan đến pháp lý các bạn. À, mọi người nghĩ là bây giờ những công ty ở Hoa Kỳ lại à, có cái sự nguy hiểm cao hơn là những cái công ty nước ngoài. Các bạn thấy được mọi thứ nó hầu như đảo lộn lại hết. Có thể là vài năm trước các bạn nói thuận là một ngày đâu đó người ta sẽ không tin những đồng ổn định phát hành từ Hoa Kỳ, người ta sẽ có lòng tin hơn với lại Tether, người ta có lòng tin hơn với là những cái sàn ngoài Hoa Kỳ chứ không phải trong, trong hoa kỳ thì thường cảm thấy được là đó liền cái lời nói hoang đường nhưng mà các bạn thấy được đó là sự thật rồi thì trường này luôn sẽ cho chúng ta những cái điều bất ngờ và chúng ta cũng thấy được những sự bất ngờ đó đó đều hợp lý và dẫn đến thị trường này tiếp tục tăng trưởng <laughs>